Phonơ TV xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê ngày hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2020. Kính chúc quý vị ngày mới thật nhiều sức khỏe. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Nhấn hình quả chuông để nhận được những thông báo về những video mới phát hành. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Sau đây, Phonơ TV xin gửi đến các bạn những thông tin về tình hình giá cà phê trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê trên cả hai sàn trên thế giới đều bật tăng mạnh. Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 9 đã tăng 25 USD lên mức giao dịch là 1.178 USD trên tấn, tương đương với mức tăng là 2,17%. Ở kỳ hạn giao tháng 11 cũng tăng lên 24 USD lên mức giao dịch là 1.196 USD trên tấn. Ở các kỳ hạn khác cũng tăng 20 đến 23 USD. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng bật tăng mạnh. Kỳ hạn giao tháng 9 đã tăng 3,45 sen lên mức giao dịch là 100,1 sen trên pound, tương đương với mức tăng là 3,57%. Ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2020 cũng tăng lên 3,55 sen lên mức giao dịch là 102,5 sen trên pound. Ở các kỳ hạn khác cũng tăng mạnh. Khối lượng giao dịch cà phê Arabica trên sàn New York ở mức rất cao trên mức trung bình. Về tình hình giá cà phê trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên ngày hôm nay, giá cà phê đã tăng thêm 500 đồng trên 1 kg và dao động trong khoảng từ 30.400 đến 31.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức từ 30.400 đến 30.500 đồng 1 kg. Tại huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc có mức giá là 30.500 đồng. Tại huyện Di Linh, giá cà phê là 30.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay ở mức từ 31.100 tới 31.200 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mơ Ga có mức giá là 31.200 đồng. Tại huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 31.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ngày hôm nay đã tăng thêm 500 đồng và ở mức giá là 30.800 đến 30.900 đồng 1 kg. Tại thành phố Pleiku và huyện Ia Krai, mức giá cà phê là 30.900 đồng 1 kg. Tại huyện Chư Bờ Đông, giá cà phê là 30.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông ngày hôm nay cũng tăng thêm 500 đồng và giao dịch ở mức từ 30.800 đến 30.900 đồng 1 kg. Tại thành phố Gia Nghĩa, mức giá là 30.900 đồng 1 kg. Và tại huyện Đắk Lơ Lấp, giá cà phê là 30.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại Đắk Hà của tỉnh Kon Tum ngày hôm nay có mức giá là 30.900 đồng 1 kg. Còn giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay có mức giá là 32.500 đồng 1 kg.